và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hà Nội tạm dừng các hoạt động thể thao đông người. Đảm bảo an ninh an toàn cho ngày bầu cử. Cao Bằng kiểm soát chặt biên giới phòng dịch từ cửa ngõ. Hưng Yên phạt 650 triệu đồng các trường hợp vi phạm phòng chống dịch Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19. Công văn nêu rõ các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện tạm dừng toàn bộ các hoạt động thể thao tập trung đông người, sân gốp, sân tập gốp từ 12 giờ ngày 13 tháng 5 đến khi có chỉ đạo mới của thành phố. Tổ chức các đoàn thanh tra kiểm tra việc chấp hành, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch. Trưởng ban chỉ đạo các ngành, các cấp địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý. Công an thành phố Hà Nội thống kê từ đầu tháng 5 năm 2021 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã đã xử phạt hàng nghìn trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền phạt hơn 3 tỷ đồng. Dẫn đầu là công an quận Hoàn Kiếm xử phạt gần 200 trường hợp, phạt thành tiền hơn 300 triệu đồng, trong đó xử phạt 4 người nước ngoài. Trung bình mỗi ngày toàn lực lượng đã lập biên bản xử phạt trên 200 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền phạt lên tới hơn 300 triệu đồng. Riêng ngày 11 tháng 5 đã lập biên bản 212 trường hợp, phạt 340 triệu đồng. Trong 2 tuần qua, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý gần 340 trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19 với số tiền gần 650 triệu đồng. Có 2 trường hợp không khai báo y tế bị phạt 30 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn coi thường sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, không nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Một quán game trên địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên vừa bị phạt 15 triệu đồng cách đây vài ngày. Còn đây là hình ảnh ghi lại tổ công tác địa phương này xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang. Đáng nói là người bị xử phạt dù đã thừa nhận và hiểu rất rõ ý nghĩa việc phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn đưa ra lý do để bao biện. Tổ công tác của phường An Tảo đi tiến hành kiểm tra về việc chấp hành của người dân trong thực hiện công tác phòng chống dịch. Tại thời điểm kiểm tra thì các anh đã không chấp hành việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Xử lý là như thế là tốt, tôi không có phản đối gì cả. Tôi chấp hành ngay, phường làm thế là tốt. Chúng tôi cũng chỉ là sơ suất, cũng vừa mới bỏ khẩu trang thôi, chứ còn đi đâu cũng phải đeo khẩu trang. Không đeo khẩu trang cũng nguy hiểm cho chính mình và cho mọi người. Thực tế cho thấy việc đeo khẩu trang đã hạn chế rất nhiều sự lây lan của dịch. Tuy nhiên, một số người dân vẫn còn thờ ơ, bất chấp khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Minh chứng là trong số gần 340 trường hợp bị xử phạt do vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong 2 tuần qua, thì có tới 295 người không đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác. Cùng với nhắc nhở, yêu cầu ký cam kết thực hiện theo đúng nội dung của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, lực lượng chức năng ở Kim Động xử phạt hơn 40 trường hợp có hành vi không tuân thủ các quy định chống dịch với số tiền gần 60 triệu đồng. Tổ công tác sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát và đặc biệt là tập trung vào các khu vực đông người, các khu vực nhà hàng, quán ăn để tăng cường công tác xử lý và đảm bảo cái công tác phòng chống dịch. Thiết nghĩ việc kiểm tra nhắc nhở, thậm chí là xử phạt các vi phạm của lực lượng chức năng là cần thiết. Tuy nhiên, việc tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chung tay đẩy lùi dịch bệnh ở mọi lúc, mọi nơi mới là quan trọng. Để thực hiện phòng chống dịch Covid-19, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương đề nghị các phương tiện nếu không có nhu cầu thực sự cần thiết không đi vào địa bàn tỉnh, các phương tiện cũng có thể chủ động lựa chọn các tuyến đường khác để giảm nguy cơ ùn tắc tại các chốt kiểm dịch. Đồng thời, người và phương tiện đến từ các tâm dịch ở các địa phương khác không được lưu thông vào địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong đó, lưu ý người và phương tiện đến từ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và đi qua địa phương trên quốc lộ 38, 18 và các tuyến đường khác tỉnh Hải Dương cũng quyết định tạm dừng hoạt động 20 bến khách ngang sông, bến phà, bến đò giữa tỉnh Hải Dương với các tỉnh, thành phố lân cận. Các bến phà và bến khách ngang sông nội tỉnh được phép hoạt động nhưng chỉ được chở tối đa 50% số chỗ nhưng không được quá 20 người một chuyến.
Tại Đà Nẵng, hiện số ca bệnh COVID-19 đang tăng nhanh, nhiều bệnh nhân có lịch trình đi lại phức tạp qua nhiều địa phương. Và tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng có cách làm sáng tạo trong truy vết F1, F2 nhanh chóng và có tính dự phòng cao để kịp thời khoanh vùng dịch tễ và hạn chế nguồn lây lan ra cộng đồng. Đây là khu vực tiếp nhận và hướng dẫn người dân khai báo y tế tại trạm y tế phường Tam Thuận. Ngay khi có thông tin dịch tễ liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân F0 trên địa bàn phường, nhiều người dân đến đây khai báo y tế theo diện nghi ngờ F1, F2. Khi mà mình có khả năng bị thì mình sẽ tự khai báo đúng cái lịch trình của mình và tự cách ly bản thân mình để đảm bảo cho an toàn xã hội. Mới xác định được rằng là họ F1, F2 hay F2 nguy cơ hay là chỉ là một người tiếp xúc xa thôi. À, thì lúc đó rồi là mình mê tư vấn cho họ là họ cần phải làm cái gì thời điểm đó. Lúc đó cạnh em cũng có người chờ đúng không? Ngay khi gợi mở và đặt câu hỏi về thời gian, khoảng cách tiếp xúc của những trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh mắc COVID-19, nhân viên y tế đánh giá và sàng lọc theo hướng xem F1 là F0 tiềm năng và F2 là F1 tiềm năng. Từ đó yêu cầu người tiếp xúc gần khai báo chi tiết lịch trình trong vài ngày gần nhất, đảm bảo không bỏ sót người có nguy cơ, kịp thời xác định vùng dịch tễ trong cộng đồng. Hướng dẫn từ khâu bị như ngày đó là họ sống với ai và tiếp xúc như thế nào, hoặc chỉ là nói chung là khai thác cụ thể hết sức có thể, xong rồi nhanh chóng báo với công an và tiếp tục là làm nhanh chóng cái khâu rất là nhanh chóng, là không cho bệnh nhân đi đâu hết và được người giám sát đưa về nhà luôn. Kịp thời truy vết F1, F2 ngay khi có đầy đủ thông tin dịch tễ. Những khu giám sát y tế cũng được thiết lập theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo khoanh vùng kịp thời những người có nguy cơ cao. Truy vết thần tốc, xác định đúng người tiếp xúc gần, nhanh chóng khoanh vùng dịch tễ là cách làm sáng tạo trong công tác phòng dịch COVID-19 một cách hiệu quả nhất, góp phần khống chế nguồn lây ra cộng đồng. Tính từ ngày 3 tháng 2 năm 2020 đến ngày 9 tháng 5 năm 2021, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện thu gom hơn 19.300 công dân từ Trung Quốc trở về và phối hợp với các lực lượng đưa đi cách ly theo đúng quy định. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay là hơn 7.000 người. Con số này cho thấy tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới diễn ra ngày càng phức tạp. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, đảm bảo phòng dịch ngay từ cửa ngõ. Ghi nhận tại huyện biên giới Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Đây là một trong số 52 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc được lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng vào ngày 8 tháng 5. Những công dân này quê quán ở nhiều tỉnh thành phố, trong số đó có 44 trường hợp xuất cảnh trái phép vào năm 2020. Ảnh hưởng của dịch bệnh, cuộc sống mưu sinh khó khăn cộng với nhận thức hạn chế khiến ngày càng có nhiều người xuất nhập cảnh trái phép. Xác định ngăn chặn tình trạng này là một trong những biện pháp quan trọng trong phòng chống dịch COVID-19, nên các chiến sĩ đồn biên phòng Trà Lĩnh nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai hiệu quả công tác. Với địa hình đường xá đi lại rất khó khăn, cũng như là đường biên giới thì dài và nhiều địa hình đồi núi hiểm trở và nhiều cái đường ngòn qua lại biên giới. Do vậy mà công tác kiểm soát ngăn chặn công dân xuất cảnh trái phép rất là khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần chống dịch như chống giặc, chúng tôi luôn khắc phục những khó khăn và đảm bảo cái công tác phòng chống dịch cũng như là phòng chống công dân xuất cảnh trái phép. Với trên 27 km đường biên giới trong địa bàn quản lý của đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, công tác tuần tra được triển khai thường xuyên liên tục, lập 17 điểm tổ chốt trên biên giới, kiểm tra biên giới 24/7. Dù còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị đã ngăn chặn, thu dung được trên 6.000 công dân xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc trở về, đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả. Thì trong khu vực mốc 728 chúng tôi ở đây tuần tra kiểm soát ở đây về cái thời lượng tuần tra kiểm soát vì cái địa hình thì đồi núi đi lại chủ yếu bằng đi bộ, hành quân bộ trên dọc tuyến biên giới, cho nên là cái việc qua ảnh hưởng thời tiết khắc nghiệt như thế này, và hai nữa là cái việc là cơ động quá trình đội hình tuần tra thì đi lại cũng còn nhiều khó khăn. Tính đến nay, lực lượng biên phòng Cao Bằng đã chủ trì phối hợp kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, thành lập 128 tổ chốt chặn cố định trên biên giới, 25 tổ kiểm soát lưu động, mỗi ngày duy trì từ 600 đến 700 lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp với tổ chức tuần tra, kiểm soát, tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và đưa về cơ sở cách ly theo đúng quy định. Đặc biệt tại các khu vực giáp biên, công tác này ngày càng được quan tâm. Quán triệt cho anh em làm tốt công tác
tuần tra kiểm soát trên biên giới, đặc biệt là vào các thời điểm từ sáng về đêm, tình trạng công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép trở về, để mà làm tốt làm sao mà ngăn chặn cái dịch bệnh lây lan từ nước ngoài vào. Để đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, cán bộ chiến sĩ biên phòng tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống dịch COVID-19 tại các tổ chốt ở khu vực biên giới, cửa khẩu và các đường mòn lối mở biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép với phương châm phòng dịch ngay từ cửa ngõ. Thưa quý vị và các bạn, xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Cùng với cả nước, cán bộ chiến sĩ Công an thủ đô đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tất cả cho an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày hội non sông. Xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất. Tại các điểm bỏ phiếu, việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được bố trí khoa học. Công tác phân công lực lượng ứng trực tại các khu vực bỏ phiếu cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đã được Công an huyện Gia Lâm triển khai nghiêm túc. Công an xã Đông Dư đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, và chủ động trong công tác nắm tình hình diễn biến nội bộ nhân dân ở từng địa bàn cụ thể theo cái tính chất ở từng khu vực, từng địa bàn. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong ngày hội lớn của đất nước, Công an huyện Gia Lâm đã xây dựng các kế hoạch chi tiết, tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt toàn diện các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chỉ đạo công tác các xã, thị trấn nắm chắc, kiểm soát tình hình nội bộ trong nhân dân, đánh giá mức độ phức tạp của các vụ việc khiếu kiện, mâu thuẫn trên địa bàn để chủ động báo cáo tham mưu giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở. Tại 189 tổ bầu cử thuộc 22 xã trên địa bàn, Công an huyện đã bố trí ít nhất một cán bộ chiến sĩ công an phối hợp làm công tác bảo vệ. Thì cảnh sát khu vực của chúng tôi thì sẽ phối hợp với các ban bầu cử của tổ dân phố để thực hiện cái nhiệm vụ là hàng ngày là tiếp đón cử tri, và đồng thời là hướng dẫn phát thẻ cử tri và rà soát các cái thông tin còn thiếu sót hay là sai lệch ở trên thẻ cử tri cũng như là danh sách cử tri thực tế của công dân, hướng dẫn để các bác để thực hiện. Thế ngoài ra thì là còn đảm bảo an ninh trật tự ở tại điểm bỏ phiếu 24/24. Lực lượng công an tập trung cao độ trong việc rà soát, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn, thành lập các tổ đảm bảo an ninh tại các điểm bỏ phiếu, các tổ tuần tra cơ động ứng trực 24/24 giờ trước, trong và sau ngày bầu cử, tổ chức kiểm tra phòng chống cháy nổ, tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng, không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ. Đối với các tổ bầu cử thì chúng tôi cũng thành lập mỗi một khu vực bầu cử một tổ đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và phòng chống Covid tại từng điểm, từng tổ bầu cử một. Thế thì báo cáo là tới thời điểm hiện nay thì chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử trong cái tình hình mà dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp. Cùng với các biện pháp công tác, lực lượng công an còn tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, nhân khẩu trên địa bàn, sẵn sàng cơ động để đảm bảo an toàn tại các địa điểm tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, các điểm bỏ phiếu. Sáng 12 tháng 5, Bộ Công an cũng đã giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân đảm bảo an ninh trật tự ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ Công an khẳng định nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ cùng các lực lượng có liên quan, triển khai quyết liệt có hiệu quả các phương án, kế hoạch, nỗ lực phấn đấu bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều địa phương đã chủ động thông báo kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối kỳ và cho học sinh kết thúc năm học sớm hơn so với dự kiến. Tỉnh Phú Thọ cho học sinh nghỉ hè từ ngày 11 tháng 5. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thông báo cho học sinh trên toàn tỉnh nghỉ hè từ ngày 17 tháng 5. Tỉnh Nam Định cũng chỉ đạo các đơn vị hoàn thành chương trình giáo dục, kiểm tra, đánh giá năm học 2020-2021 trước ngày 10 tháng 5 và cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ hè. Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cho phép các trường đã hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá chương trình học kỳ 2 sẽ được nghỉ hè sớm, không nhất thiết phải tổ chức lễ tổng kết năm học.
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký chỉ thị khẩn về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Để chủ động tháo gỡ khó khăn về sản xuất và tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là những mặt hàng nông sản đang vào vụ thu hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động phối hợp với các địa phương bám sát tình hình thực tế, bố trí lực lượng kiểm dịch thực vật, hỗ trợ kiểm tra đối với xuất khẩu nông sản, đặc biệt là vải thiều sắp vào vụ thu hoạch. Cục Trồng trọt tập trung rà soát thường xuyên cập nhật lại tình hình sản xuất, sản lượng vải thiều. Cục Bảo vệ Thực vật cũng đã chỉ đạo các đơn vị kiểm dịch thực vật chủ động theo dõi, bám sát tình hình thực tế và kịp thời thông báo những thay đổi trong quy trình chống dịch của Trung Quốc ảnh hưởng đến thời gian thông quan để kịp thời xử lý, đồng thời tập trung cho việc chuẩn bị và hỗ trợ các địa phương để xuất khẩu vải thiều sang thị trường Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Năm nay, Nhật Bản ủy quyền việc giám sát vải xuất khẩu sang thị trường này cho cơ quan kiểm dịch thực vật phía Việt Nam. Do đó, khi nào có hàng hóa xuất khẩu đi Nhật Bản, thì Cục Bảo vệ Thực vật sẽ cử lực lượng kiểm dịch về địa phương để hỗ trợ phối hợp. Vừa qua, Lào Cai có mưa rào và dông trên diện rộng. Trong mưa dông đã xảy ra lốc xoáy mạnh kéo dài khoảng 15 phút từ 22 giờ đến 22 giờ 15 phút với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10. Lốc xoáy xảy ra đồng thời và quét qua nhiều xã phường của thành phố Lào Cai cùng các huyện Bát Sát, Văn Bàn, Mường Khương gây nhiều thiệt hại. Thống kê sơ bộ cho thấy, tại thành phố Lào Cai có 13 nhà dân bị tốc mái, trong đó có một nhà bị tốc mái hoàn toàn, 50 cây xanh và một cột điện bị gãy đổ, nhiều biển quảng cáo pano áp phích bị gió mạnh giật bung và xé nát, hai ô tô bị hư hỏng, khoảng 2 hectare lúa xuân bị đổ dạt. Ngày 13 tháng 5, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Bản, trú tại thôn Điểm Khê, xã Sa Trung, huyện Sa Viễn, tỉnh Ninh Bình, số tiền hơn 200 triệu đồng và buộc tiêu hủy tang vật vi phạm có trị giá trên 1,4 tỷ đồng là hàng giả, hàng nhái. Trước đó, vào cuối tháng 3, Cục Quản lý Thị trường Ninh Bình chủ trì phối hợp với Công an tiến hành thẩm tra, xác minh và kiểm tra đột xuất kho chứa hàng giả, hàng nhái có diện tích khoảng 1.000 m2 của ông Trần Văn Bản. Tại thời điểm kiểm tra, kho hàng chứa một lượng lớn các sản phẩm gia dụng, dân dụng, mỹ phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu. Chủ lô hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của hàng hóa. Qua kiểm tra, bước đầu ghi nhận đây là chuyên án khám, kiểm tra kho hàng sử dụng nền tảng số để bán hàng trên mạng lớn nhất từ trước đến nay tại Ninh Bình. Ngoài việc xử phạt, cơ quan chức năng cũng ra quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh trong 2 tháng đối với cơ sở này. Vào ngày 13 tháng 5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục làm rõ hành vi và củng cố hồ sơ xử lý nghiêm nhóm thanh niên nam nữ thuê 2 căn biệt thự trong khu du lịch Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt để bay lắc giữa mùa dịch COVID-19. Theo đó, vào rạng sáng ngày 12 tháng 5, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an phường 11 thành phố Đà Lạt đã phát hiện và bắt giữ 14 đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy. Qua kiểm tra tại 2 căn biệt thự, lực lượng công an phát hiện một đĩa sứ có chất bột màu trắng, ống hút, thẻ nhựa cùng một gói ni lông chứa tinh thể, một bịch chứa nhiều mảnh vụn, viên nén nghi là ma túy. Ngoài ra, trong các căn phòng còn có loa đèn công suất cao để phục vụ bài lắc. Các đối tượng khai nhận số ma túy này nhờ người khác mua dùm và thuê biệt thự để sử dụng bài lắc. Thời gian qua, công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã liên tục phát hiện nhiều nhóm thanh niên thuê khách sạn, cơ sở lưu trú để sử dụng ma túy tập thể do các quán karaoke, bar, vũ trường đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Hiện các đơn vị liên quan đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.